Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng quý vị có thể thấy những tiếng pháo nổ đã vang lên hầu như mỗi đêm, như chưa hề có quy định cấm pháo nổ vậy. Vâng, và đây là thời điểm mà tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù pháp luật đã có chế tài xử lý nghiêm, nhưng nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm. Vào buổi tối, không hiếm để thấy những dàn pháo hoa rực sáng như thế này tại một số khu vực dân cư trên địa bàn thành phố Vinh. Quan sát trực tiếp cho thấy pháo có tiếng nổ khá to. Như vậy rõ ràng đây là loại pháo không nằm trong danh mục được phép sử dụng. Có những anh ấy thích nổ cho to, nổ cho mạnh thì như thế là dễ dẫn đến nguy hiểm. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng pháo hoa trong các sự kiện dịp lễ Tết của người dân, từ năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137, quy định cụ thể và chi tiết loại danh mục pháo hoa được phép sử dụng. Theo đó, pháo hoa người dân được phép sử dụng là loại pháo gây ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, nhưng không gây ra tiếng nổ. Còn loại pháo hoa nổ được xếp vào nhóm bị nghiêm cấm sử dụng. Chế tài xử lý cũng đã quy định khá nghiêm khắc, vậy nhưng việc sử dụng trái phép vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Chính quyền địa phương cũng như là cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền về công tác phòng chống pháo trên địa bàn. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa qua thì đâu đó vẫn còn tình trạng một vài hộ dân, một vài cá nhân nhân các cái sự kiện của cá nhân và gia đình và cũng đã có cái việc sử dụng một số cái loại pháo nổ không thuộc danh mục cho phép của nhà nước. Người ta là dùng mọi cái thủ đoạn để làm sao mà trốn tránh được cái lực lượng chức năng. Như một cái cối pháo hoa nổ thôi, chỉ diễn ra trong vòng một phút. Cho nên là rất là để mà lực lượng chức năng phát hiện cũng rất là khó. Đến nơi là những người mà đầu theo đã đi chuyển đến vị trí khác thôi, không còn ở đó nữa. Và thường là người ta sử dụng những cái cách thức là giấy chạy chậm chẳng hạn. Mà đổ xong rồi đi chỗ khác luôn, nên nó rất là khó khăn cho lực lượng thực hiện chức năng nhiệm vụ để mà truy tìm, xác định cái trường hợp nào để mà xử lý. Việc sử dụng các loại pháo nổ trái phép không chỉ khiến người mua tốn tiền mà còn có thể đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Pháp luật hiện nay quy định chế tài xử lý hành chính với hành vi buôn bán pháo trái phép, mức cao nhất đối với cá nhân lên tới 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng một hành vi. Mức phạt tù mức cao nhất là 15 năm tù. Vâng, và bên cạnh những chế tài xử phạt nghiêm, thì giải pháp hữu hiệu hiện nay là tiếp tục tăng cường kiểm soát, chặt đứt nguồn cung, sẽ góp phần hạn chế việc mua và sử dụng pháo trái phép vào dịp cuối năm. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn từ nước ngoài về Việt Nam, được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phát hiện bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này khai nhận việc buôn bán pháo đã diễn ra từ nhiều tháng trước đó. Đầu tháng 1 là đã đi được hết rồi. Sát Tết thì các ban ngành ra quân hết, đường biên, đường biếc thì là phải có người hết, không đi được. Nghệ An là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, có nhiều đường tiểu ngạch giáp biên, nên tình hình buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ tiềm ẩn phức tạp với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi. Mặc dù pháo trái phép thuộc danh mục cấm, tuy nhiên vì lợi nhuận lớn nên nhiều đối tượng vẫn cố tình buôn bán. Qua đấu tranh thì các đối tượng này thì đều có mối liên hệ với các đối tượng người Việt Nam nhưng mà hiện nay đang làm ăn và sinh sống tại nước bạn Lào, Thái Lan, Trung Quốc. Chính sự mối quan hệ này, thông thạo địa bàn, chuyên các đối tượng lợi dụng các đường tiểu ngạch đã vận chuyển một lượng pháo nổ rất lớn từ ngoài biên giới vào địa phận Việt Nam, trong đó tỉnh Nghệ An. Chúng tôi đã ban hành văn bản chỉ đạo các đội tăng cường cái lực lượng, tăng cường cái công tác giám sát, giám quản lý địa bàn, kết hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương kiểm tra, kiểm soát cái mặt hàng pháo nổ. Và trong cái thực tế vừa rồi thì chúng tôi cũng đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý một số cái vụ pháo nổ, đặc biệt là cái vụ phối hợp với huyện Yên Thành đã bắt giữ 130 kg pháo nổ. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng các đơn vị địa phương trong tỉnh đã phát hiện bắt hơn 200 vụ, thu giữ số lượng hơn 5 tấn pháo các loại, đã hạn chế được số lượng lớn pháo trái phép thẩm lậu ra thị trường. Tuy nhiên, dịp cuối năm, tình hình buôn bán và đốt pháo nổ dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Bởi vậy, vẫn cần có các giải pháp mang tính đồng bộ, quyết liệt trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán, tàng trữ
và đốt pháo nổ trái phép. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị về công tác tuyên truyền và phòng chống các vi phạm và tội phạm về pháo rất sớm, đã tổ chức tuyên truyền quyết liệt và sinh động trên các cái hình thức đa dạng phong phú về nội dung và tạo được cái sự theo dõi của đông đảo quần chúng. Bên cạnh đó thì cũng là tổ chức các lực lượng chuyên trách để bắt giữ các cái vụ pháo ngay khi chưa tiêu thụ ra địa bàn. Như vậy, ngoài các giải pháp tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn đối với hành vi mua bán sử dụng các loại pháo trái phép của lực lượng chức năng, thì vấn đề cốt lõi vẫn là ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Kiên quyết nói không với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, từ đó tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.